sự cảnh giác cho nhà vua và cũng như cho tất cả nhân dân thời đó là biết rằng Ngài là bậc thánh tăng. Bởi vì máu huyết của một cái vị tăng sĩ mà nó trở thành màu trắng rồi đó, là quý vị biết rằng cái vị sang tăng trĩ này từ nhỏ cho tới lớn tinh huyết, nghĩa là chưa hề nghĩa là bị phạm, mà nhờ tinh luyện và nhờ tu học cái máu này nó đã biến thành cái dòng sữa trắng. Tổ sư tử được dòng sữa trắng và đạo khả huệ sư cũng được dòng sữa trắng ở trong cái châu thân, có nghĩa là xác nhận rằng cái tinh huyết ở trong người của chúng sinh này nó đã gạn lọc đến cái chỗ mà tận cùng trong sạch, mà bây giờ tất cả cả những người khoa học họ không cũng không có thể tìm ra tại sao máu màu đỏ nó lại biến ra màu trắng như vậy. Nhưng mà với cái Phật pháp thì điều này nó không có gì lạ hết. Quý vị tu mà đến cái giai đoạn mà nó đã thuần dương rồi, nó đã hoàn toàn là tốt đẹp rồi, thì dòng máu quý vị nó là những dòng sữa trắng tinh. Đây là cái chỗ mà ấn chứng cho một cái người đã đắc đạo. Cũng như quý vị thấy rằng những người tu sĩ khi mà họ mất đi thiêu đốt thì trong cái châu thân của họ còn lưu lại những hột xá lợi. Đây là điều chứng minh cho họ trong một thời gian họ tu hành, họ không hề phạm giới nữ sắc. Bởi vì người mà phạm giới nữ sắc thì xá lợi không có. Điều này thầy nói cho quý vị nghe rõ ràng. Một người mà đã phát tâm tu rồi từ 6 năm trở đi mà không có cái sắc dục nam và nữ thì cái tinh ba nó bắt đầu nó kết tụ để nó thành, nó lần lần nó thành những hột xá lợi. Do đó những người mà tăng sĩ chết thiêu đốt mà có xá lợi trong thân chứng tỏ rằng người đời này cái tịnh thân rất là trong sạch và thanh tịnh. Do đó người tu mà nói chữ đắc đạo là phải có xá lợi. Không có xá lợi là biết rằng người này trong cái thời gian tu là đã phạm giới, âm thầm phạm giới. Bởi vì cái xá lợi này trong vòng 6 năm, người nào mà cái đạo hạnh thấp nhất thì nó cũng kết lợi thành bằng mũi kim. Người nào mà đạo hạnh mà tốt đẹp hơn nữa thì nó sẽ kết lợi nó bằng cái nó nhỏ bằng cái cọng tâm. Còn những vị mà bậc cao đức hơn nữa thì nó lớn bằng cái hộp đậu đen. Đây là những xá lợi, hay là nói đúng hơn cái chữ xá lợi là ngọc người, ngọc người. Ngày xưa Đức Phật khi mà Ngài tu mà đắc thành xá lợi đó, khi mà Ngài ngồi dưới cái cội cây Bồ Đề đó, Ngài muốn phát quang, Ngài hít vô một cái luồng không khí. Khi mà Ngài hít vô không khí này rồi, Ngài tưởng tượng cái luồng không khí này nó là một cái sức mạnh nóng, nó chạy từ ở trên cái đỉnh đầu của Ngài, nó chạy dòng ở xuống ở thắt lưng của Ngài. Thì bây giờ cái sức nóng đó nó chạy xuống thắt lưng thì những viên xá lợi nó nằm dọc theo cái xương sống, nó thấy cái sức nóng rồi thì tự nhiên nó phát quang. Do đó những người mà tu mà có xá lợi thì họ có thể phát quang. Nếu mà họ dùng cái tư tưởng nóng, họ đưa xuống ở phía dưới, phần ở dưới sau lưng của họ là nơi mà cái vùng đó nhiều xá lợi nhất. Và những xá lợi này khi mà nó gặp sức nóng như vậy thì tự động nó dâng lên một cái luồng điện, nó phát quang, sáng giới. Người mà xá lợi là phát quang được. Do đó quý vị đừng ngạc nhiên khi thấy những vị tu sĩ tu lâu năm, họ ngồi ở trong cái liều, hay họ ngồi trong cái cốc, hay họ ngồi trong cái nhà, mà khi mà họ thanh tịnh rồi họ tự nhiên trong cái liều cốc nó phát quang sáng giới hết. Đó là cái điều xá lợi của họ đã thành tựu. Hôm nay sẵn nói về cái tổ sư tử, Ngài nói về xá lợi để cho quý vị đừng lầm lẫn. Tại vì người ta dễ lầm lẫn lắm. Những người mà còn sắc dục thì đừng có nói chữ xá lợi, không có bao giờ có xá lợi hết á. Có gần đây có một số những vị tăng sĩ, những vị tôn đức cũng được thiêu xác, mà rồi người ta đem những cái mảnh xương chân, người ta đem những cái mảnh xương sọ, người ta đem những mảnh xương tai, người ta gọi là xá lợi. Đây là cái điều không đúng. Xá lợi là những cái viên ngọc nó tròn. Những viên ngọc nó không có đổi màu và nó cũng không có biến dạng theo cái thời gian. Quý vị nên nhớ xương của người, quý vị để chừng 3 năm, dầu cho quý vị giấu kín ở nơi đâu cũng vậy, nó sẽ tan trở về cát bụi. Bởi vì nó, cái thực thể của
cũng sát thân con người là cát bụi, do đó nó trở về cát bụi. Nhưng mà ngược lại, cái thực thể của cái xá lợi là do cái sự kết tinh của sự tu học, do sự kết tinh lìa cái sự cõi dục. Do đó xá lợi này nó trường tồn mãi thời gian, nó không bao giờ biến mất. Hôm nay thầy giảng rất rõ để cho quý vị phân biệt được thế nào là những mảnh xương chúng sinh và thế nào là những xá lợi. Do đó có những người họ nằm ở trong cái phần sắc dục mà họ nói rằng họ đắc xá lợi, thì quý vị phải biết rằng không có chuyện này. Bởi vì xá lợi chính là tinh quyết quý vị nó tạo thành. Mà tinh quyết nó không đầy đủ thì nó không thành xá lợi. Khi mà Đức Vua chặt đầu ngài tổ sư tử thì bây giờ cánh tay cầm vua, cái cánh tay cầm gươm của vua cũng bị đứt lìa. Qua 7 ngày sau thì vua băng hà. Đây là một thí dụ mà thầy nói về cái sự nhẫn nhục của tổ sư tử. Chứ nói về cái sự nhẫn nhục thì rất nhiều vị Bồ Tát đã hành trì qua. Chẳng hạn như Thiện Huệ Bồ Tát, tức là tiền thân của Bổn Sư Thích Ca. Ngài cũng đã từng làm một vị tiên nhẫn nhục trên núi tuyết. Và cũng đã từng bị vua đã cắt hết tất cả tứ chi của ngài. Cũng như Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài là một người nữ. Mà ngài bị Du Quan có con với Thị Màu. Mà ngài vẫn nhẫn nhục tinh tấn để mà thoát qua những nạn đó. Do đó nhẫn nhục là một cái quan trọng để đưa người đạt đến cái chỗ mà thực tướng, lìa được cái ngã tướng, lìa được cái ngã pháp, rất là quan trọng. Quý vị nào mà cảm thấy rằng mình khinh mạng quá, mình cảm thấy mình trọng vọng trong thế gian quá, quý vị ráng tu nhẫn nhục đi, rồi một thời gian quý vị sẽ thấy rằng tâm quý vị nó hài hòa. Từ hài hòa một thời gian nữa quý vị tìm tâm quý vị không thấy nó đâu hết á. Quý vị chỉ thấy rằng quý vị là một cái điểm sáng mênh mông, mà trong đó quý vị muốn rằng cái điểm sáng của mình, muốn cho tất cả chúng sinh được có điểm sáng giống như mình thôi. Chứ ngoài ra quý vị không còn thấy ta đâu nữa hết á. Cái ta và cái pháp đều là chúng sinh ngộ nhận, chứ thật sự cái điều này không có. Khi quý vị tu thật rồi thì những cái này nó biến mất hết. Tại vì chúng sinh chưa có trực nhận được điều này, do đó họ mới sanh cái tâm tham sân và si. Họ mới sanh cái tâm danh lợi, họ mới cầu mong đủ thứ. Chứ thật sự ra thế gian này có cái gì để mà cầu mong? Những cái gì mà tốt đẹp nhất của thế gian quý vị chỉ thầy coi, đâu có gì tốt đẹp đâu. Tất cả là cát bụi nó tạo thành mà thôi. Rồi tất cả theo thời gian nó trở về với cát bụi. Qua câu chuyện kể trên thì thầy thấy rằng tất cả chúng sinh mà muốn phá được ngã tướng, muốn đạt đến cái pháp tướng thì tâm phải đạt đến cái sự nhẫn nhục. Bởi vì khi nhẫn nhục mà bị người quý phạm, thấy không, mình không có nóng giận. Mình nhẫn nhục để độ chúng khi mà chúng sân si nhiếc mắng ngược lại của mình. Quý vị thấy nếu mà mình không nhẫn nhục thì sao? Cái này rất là nguy hiểm à, nha. Cái này rất là nguy hiểm à. Giống như một cái bà già mà đi với ông Tăng ra ngoài đường vậy. Bà thọ giới cư sĩ. Khi ra tới đầu đường gặp cái bà hàng xóm, tự nhiên hai người thiếu nợ đâu không biết, gặp cái đứng lên mắng bà. Bây giờ bà giận quá, bay quay qua dai qua ông thầy, bà nói: "Thầy ơi thầy, thầy cho phép con nha, hôm nay cho con xả giới nha, để con mặc sức con chửi bà này nha, A Di Đà Phật." Đây không phải là điều này. Mình tu là phải nhẫn nhục hoàn toàn, dầu cho người ta đánh đập, dầu cho người ta quỷ nhục mình, dầu cho người ta làm bất cứ cái điều gì đi nữa, mình vẫn phải nhẫn nhục. Bởi vì nhẫn nhục nó sanh ra cái chỗ là pháp ngã của mình nó đều được tiêu tan. Điều này rất là quý. Quý vị thấy ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng có dạy đến một cái chương, đó là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Ngài cũng đã hoan hỷ lễ lại chúng sinh, ngài nhẫn nhục chịu tất cả những sự mắng nhiếc chúng sinh, để rồi sau cùng ngài thành đạo trước tất cả chúng sinh. Đó là cái tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do đó nhẫn nhục là một cái pháp tu rất là hay. Quý vị nào cái lòng sân giận si mê nên tu theo cái hành nhẫn nhục, thì sau cùng quý vị cũng đạt đến cái Phật tánh.
đạt đến cái chỗ mà vô sanh thập nhật. Và tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng cái sức mạnh nhẫn nhục này nó có cái công năng là giúp cho người tu vượt tất cả những chướng ngại và đắc được cái tâm không đại an lạc. Tại thầy nói tâm không đại an lạc thì tại vì quý vị chưa tu tới, thành ra quý vị nói tâm không làm gì đại an lạc. Nhưng mà quý vị tu tới quý vị thấy an lạc lắm. Bây giờ trong tâm của mọi chúng sinh đều giống như là trường gian vậy đó. Mà trường gian thì không bao giờ mà nó hết sống hết đó. Nó luôn luôn hết gợn sống này thì nó lại có những gợn sống khác. Những kêu là sống sau mà dồn sống trước nha. Không bao giờ nó hết hết đó. Thì chúng sinh bây giờ cũng vậy, vọng tưởng triền miên như vậy. Nhưng mà quý vị khi mà ngăn được cái dòng vọng tưởng này, quý vị thấy an lạc vô cùng. Bây giờ thầy giảng tiếp ra cái phần kinh văn. Vì rời tướng thân tâm mà khởi tinh tấn ba la mật. À, A Di Đà Phật. Cái người mà tu hành theo cái đạo tâm Bồ Tát đó, là khi mà lòng mà không có kiên cố, không có sự tinh tấn á, thì họ cái thân của họ thường sanh ra mỏi mệt, lười biếng, họ thối chuyển trên đường đạo. Những người mà không tinh tấn quý vị dễ biết lắm á. Chẳng hạn như trong một cái đạo tràng cùng nhau tụng kinh buổi chiều hay cùng nhau tụng kinh buổi sáng mà vị đó không bận gì hết á, nhưng mà khi mà quý vị lại nói à sư huynh, à sư muội hôm nay ra tụng kinh, thì vị đó nói tôi hôm nay tôi bệnh này, à tôi nhỏ sổ mũi, tôi nhức đầu. Đó là những cái gì mà đã bị con ma lười biếng nó nhập vào tâm rồi đó. Tu không phải vậy, tu là phải tinh tấn. Ngày hôm nay mình tu 1, ngày mai phải tu 10, ngày mốt phải tu 20, và bữa kia phải tu 40. Quý vị tu như vậy mới tinh tấn, mới có thể thành đạo. Bởi vì cái người mà không tinh tấn đó, thì cái đạo tâm của họ yếu đuối, họ dễ thối chuyển trên đường đạo. Do đó mà để trị thân tâm lười biếng mệt mỏi, người hành đạo Bồ Tát phải phát huy con đường thứ tư trong lục độ ba la mật, đó là tinh tấn ba la mật. Người mà đạt đến tinh tấn ba la mật hành đạo thì không biến lười, thì người này chắc chắn rằng sẽ thành đạo quả ở trong tương lai. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mà ai hỏi thầy vậy chứ đại sư Pháp Vân, ai sẽ thành đạo trong kiếp này, thì thầy xác định rằng cái người tinh tấn sẽ thành đạo. Do đó quý vị thấy tinh tấn rất là quan trọng. Còn những kẻ biến nhát, lo ngủ nghỉ, ăn uống, vui chơi, thì đạo tâm của họ càng ngày càng lui sụp, và thân thể của họ theo thời gian suy nhược. Vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật, ngài đã dạy cách hành trì cái tâm tinh tấn, để lìa được cái thân tâm thô kệch biến nhát và thối đạo. A Di Đà Phật. Cái phần tinh tấn rất là quan trọng. Quý vị tu bất cứ một cái phương pháp nào, quý vị thiếu tinh tấn là quý vị sẽ không thành tựu pháp môn đó. Bởi vì quý vị tu giống như là quý vị nấu cơm. Mà bây giờ khi quý vị thử tưởng tượng quý vị nấu cơm mà quý vị bỏ đi rồi lửa nó tắt hồi nào quý vị cũng hay hết á. Quý vị vô quý vị có cơm ăn không? Chắc chắn là không. Hay là quý vị vô, một là không có cơm ăn, hai là cái cơm lửa nhiều quá nó khét. Đây là cái chỗ mà không phải của người tu. Người tu là người tinh tấn, người biết giữ gìn thân tâm của mình, biết kiểm soát tâm của mình. Đây là cái chỗ mà người tu. Người tu mà thiếu tinh tấn thì cái trí huệ của mình nó sẽ lui sụp. Và cái người mà thiếu tinh tấn họ dễ sa vào trong cái đường tà lắm. Nhưng mà tại sao họ thiếu tinh tấn? Mình đặt câu hỏi tại sao họ thiếu tinh tấn? Chắc chắn rằng cái lý nhân quả họ nắm vững, cái sự học hỏi về pháp tu họ nắm không vững. Bởi vì khi mà nắm không vững á, mình tu không có an lạc. Tu không an lạc á, quý vị dễ bỏ đạo lắm. Quý vị nào mà tu một lần mà được nhập định thì thầy bảo đảm quý vị không bao giờ lại rớt hết đó. Bởi vì quý vị đã biết cảnh giới nhập định nó an lạc như thế nào rồi. Quý vị biết là cảnh giới đại khinh an như thế nào rồi. Thành ra cái người nào mà phạm giới hay là thiếu tinh tấn là thầy biết rằng những người này giàu tu 20 năm, 30 năm, 40 năm nhưng mà chưa bao giờ họ biết nhập định. Họ biết sống ở trong định, do đó họ mới biến lười và họ mới thối đạo như vậy. Những người mà tâm
không tinh tấn, thì tất nhiên là họ trụ ở trong cái nghiệp lực của họ đã có từ trước. Họ không thể thoát ly.